Quấn hải này phải cái này rồi. Cái này luôn à? Ừ, phải cái này đấy, cái này. Úi giời ơi. Răng này, răng ngày xưa nó khác với răng bây giờ. Này thằng nào nói như thế này thì làm sao mà nó không cắt hết được cái chân đi nhỉ? Cái này cũng phải răng cá. Hay là họ không tháo được là họ lấy này cái ấu này tháo cái ấu này cũng tháo được ra mà. À. Tháo cái ốc này ra thì mới bắt đầu lấy được cái chân của anh Hải ra. Vâng. Ôi giời. Xin chào các bác. Mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại là vợ chồng của cháu Quyền cùng với anh trai của anh Hải là có ra đây xem cái chỗ đất mà mấy nữa sẽ chuẩn bị là sẽ làm nhà ở cái khu vực này cô bác ạ. Nhưng mà ở đây thì đất ở đây rất là đắt. Thì cũng vừa rồi cũng cùng anh trai là ra đây để đi xem một vòng, xem qua một vòng là như nào. Đấy, anh ạ, em bảo là nếu mà làm ở dưới này thì mình làm nhà mình lại phải đổ mái. Đấy, đổ mái thì cái kinh phí phải kề. Với cả kinh phí nó cao quá. Thì đợt trước cái anh kia bảo là bán ở đâu anh? Bán ở trên đấy. Ở đây á? Ở trên này đấy à? Ở trên này cũng bán thế là bán ở đây mình cũng bảo là không có tiền. Nếu mà ở đây thì chắc là rẻ hơn thôi nhỉ? Nó rẻ hơn. Đất nương này. Đất nương nó rẻ hơn là mình bảo là làm đây là cũng chè dưới cũng lấy tiền nhiều. À đúng rồi. Lấy tiền nhiều nữa. Nếu mà làm ở dưới này lại phải kè. Sau phải đó thì đổ mái lại phải đổ mái thì mới bắt đầu xây nhà lên được. Thì nó lại nhiều tiền hơn nhiều đúng không? Nhiều tiền. Chắc là tiền không đủ. Ui, không làm thế được thì đó. Lại mất nhiều tiền quá. Mới nhiều tiền. Thế bên này thì là đất của anh. Bên này đi sang kia. Phải đất của ở trên đấy này, nhà trên đấy. Nhà trên này à? Nhà anh trai ở phía trên kia đấy à? Vâng. Nó bảo là bán đây một tí, đến đây nó lấy 30 triệu. À, đến đây, đến đây à? Ừ, đây một tí thôi. Một cái thửa ruộng. Ừ, đây một cái thửa ruộng đây. Chắc đấy. Là tính cái thửa ruộng này đắt rồi. Nhưng mà ở đây cũng không đẹp lắm nhỉ? Không đẹp lắm. Không được đẹp. Chỗ này cảm giác đường nó dốc quá. Mình cũng thế. Cái đường ở trên đấy là về dâu lắm. Mình cũng sợ. Ở trên kia dốc quá nhỉ? Dốc quá. Với cả chỗ này nó cũng không, với cả chỗ này cũng dốc lắm. Nếu mà bây giờ mà đào một cái nền nhà ở đây là sợ sau này đường ở trên kia sụt xuống đấy. Không, đào ở đây riêng tiền đào em phải tính nó phải rơi vào tầm khoảng 20-30 triệu rồi. 30 triệu. Tiền đào không thôi. Mà nếu mà cho không thì em thấy là ở trên này cái đường ở trên này nó dốc thẳng xuống như này. Mà nói ví dụ thôi, chẳng may mà có ô tô nó đang ở trên kia xuống không mất phanh cái là nó sẽ vào nhà mình ngay. Nên là thôi chỗ này thì chắc là cho không cũng không dám ở. Nhưng mà đợt trước là anh trai bảo là cho không thì anh cũng bảo là không không ấy à? Nó có cho không thôi. Nó cho không mình cũng bảo là cho không mình không làm rồi. Anh thì sang cái đường ở trên đấy vì dấu lắm rồi không làm điều. Làm điều là mình cũng không dám ở. Mình cũng bảo thế. Thế là cái khu này ở chỗ bên này là 40 triệu, 30 triệu gần. Khoảng 40 triệu, 30 triệu lên. Ôi giời. Mà đắt đấy nhỉ. Đắt. Nhưng đắt mà với cả là nhìn nó cũng không được đẹp mấy đâu. Không đẹp mấy đâu. Là mình vẫn phải đào xuống nữa xong là khi mà mình đào cái tả ly nó cao xuống là đường ô tô ở ngay sát đằng sau mình. Ngay đây này. Đây này. Nhưng mà làm ở đây thì nó lại hai mặt tiền. Nhỉ? Hai mặt tiền. Bên kia cũng là mặt đường, bên này cũng là mặt đường. Hai mặt tiền nhưng mà mặt đằng trước này mình vẫn phải kè lên một chút thì nó mới cao lên được. Mấy cả ở đây thì thưa các anh chị là hiện tại cháu Quyền đang đứng đây thì là cái đường này là đường bê tông để đi lên xã. Và cái đường này thì hiện tại cũng có rất là nhiều người đi lại ở đây. Và nếu như làm được nhà ở đây thì sẽ bán thêm hàng cho anh Hải thì sẽ có thêm thu nhập rồi các bác. Nhưng mà anh trai, vào đây em bảo sang bên này xem mà đất ở đây như thế nào. Bên này này em thấy ở đây có một chỗ là cực đẹp luôn. Nếu mà làm nhà ấy. Nhưng mà ở đây nó lại là đất ruộng cơ. Đất ruộng thôi, chắc là họ không bán đâu bên kia đấy. Đất ruộng này nhưng mà bán thì chắc không đắt đấy nhỉ. Đắt đấy. Cái này mà nếu mà mua được một cái nền nhà ở đây là xúc xuống là nó cũng chẳng mất bao nhiêu lắm đâu này. Chị dâu bảo là
Vợ anh bảo là muốn cho anh Hải ở gần đây à? Vâng, nó muốn cho làng đây, con làng đây, làng đi để tiếc trên kia. Mình cũng bảo là trên kia cũng không phải đứa của mình, có mấy tình nhiều thôi, mình cũng không dám làng nữa, mình cũng bảo thế. Đấy, lý do mà chị dâu bảo là muốn cho người em ở gần nhà ấy, thì là chẳng may mà anh Hải có cái vấn đề gì thì là sẽ có anh trai chị dâu giúp đỡ được, mấy cả các con các thứ thì sẽ quản lý dễ hơn. Nếu mà đi xa ở thì nhiều lúc là không ở anh Hải thì không làm được cái gì. Đấy, cho nên là nhờ đến anh trai thì anh trai lại phải đi xa các bác ạ. Nhà của anh Hải thì ở ngay trên này này các bác. Ở cái nhà, một nhà các bác nhìn thấy ở phía xa xa đằng kia, đó chính là ngôi nhà của anh Hải. Nhà anh trai. À, nhà của anh trai. Thì em bảo là nếu nhà họ bán được cái chỗ này thì đẹp quá. Thì đây vừa này. Được ở gần các anh nữa, nếu mà họ mà bán chỗ này ấy. Họ không bán đâu chỗ này. Họ bán mà nhiều cũng không bán, họ bán thế. Chỗ này mà ví dụ như bán được ở đây mà múc cái thửa ruộng ở đây xuống. Mình chỉ mua đến cái chỗ sạt kia thôi. Đấy, múc kia xuống đổ vào cái này là thành một cái nền, là nhìn ra kia là mặt đường luôn. Đấy, bán hàng sẽ rất là tiện nhờ. Cái này ví dụ như mình giá cao họ có bán không anh? Không bán đâu. Không bán? Họ bảo là bao nhiêu cũng không bán. Nên... Nếu mà chỗ này mà đất của anh có cho không? Không cho đâu. Không. Ví dụ như mà đất của anh ấy thì anh có đồng ý là cho em trai không, nếu mà là đất của anh ấy? Đây á, đất của mình cho đấy. Thế là không phải của mình đâu. Nhớ là phải là của anh thì không phải bán cái gì giờ nhỉ? Nhưng mà nhà của anh ở trên kia mà đất ở gần nhà thế mà lại không phải của mình nhỉ? Không phải của mình đâu. À, cái chỗ 40 triệu này, nếu mà chỗ này thì cũng gần đủ một cái nền nhà rồi. Đúng là họ là lấy đá lắm, mình không dám lấy, không có tiền lấy. Đắt quá nhỉ? Đắt quá. Đây một tí thì lấy 30-40 triệu. Nếu mà bảo cho họ bán bớt đi, họ không bớt à? Không bớt đâu, họ không bớt đâu. Nếu mà bớt được một chút thì cũng được chỗ này ấy. Họ không bớt được, họ bảo là lấy điều thì lấy không điều thì để cho làng ăn nó. Mua được thì mua, không mua được thì để lại để làm ăn. Đây một thửa ruộng này chắc một năm cũng chỉ được một bao thôi á. Một bao thôi. Nhờ. Chưa được, có khi nếu mà năm nào mà không có nước có khi còn không đủ một bao ấy nhỉ. Ở đây là làng ruộng là tưới cũng bị làng chứ, nguyên lúc nào là về làng lúc đấy chứ. Đây á, ruộng đây là ruộng ở dưới của mình cũng thế chứ. Nếu mà đêm mà đang mưa to, mưa to là chỉ không có nước nguồn đúng không? Mưa to thì đi lái rồi, đi làng rồi. Đêm là cũng phải đi làm. Đêm cũng đi làng chứ, 12 giờ cũng đi làng chứ. Ôi trời ơi. Thế là bây giờ ví dụ như hôm nay là mùa làm ruộng chẳng hạn. Thế mà tối nay tầm khoảng 10 giờ bắt đầu trời mưa to là bắt đầu có nước là cũng đi làm luôn. Cũng đi làng thôi. Mình thường đi là tháng năm là mình cũng đi ngủ ở dưới kia, là mưa lúc nào này thì dậy đi làm. Dậy đi làm lúc đấy đây. Đêm là điên cứ đi làm. Phải đi làm chứ. Thì là ngày xưa từ thời rất là lâu rồi thì là cứ như thế này thôi các bác. Mùa làm ruộng ấy thì là kể cả ban đêm ấy là trời mưa bắt đầu có nước, là ở ruộng này bắt đầu có nước để cày bừa các thứ là bắt đầu dậy về làm rồi. Không cần ban ngày hay buổi tối. Lấy con trâu ra để cày luôn thì mới có nước, phải tranh thủ thôi. Đấy, không là ban ngày thì nói không mưa thì không có nước làm nó. Bảo thế là mình thì bảo là mình lấy của mình ở dưới đuổi của họ đây, họ cũng không đồng ý. Họ bảo là tía dưới kia là đi là mưa to là họ cũng chán đi. Họ thế. Thế là thích ở gần nhà để mà mưa thì mới đi làm được. Nếu mà làm ở đây bốn đắt quá thì không được, mà ở đây thì người ta lại không bán thì mấy cái chỗ này thì coi như là không ăn được, không ăn thua rồi. Không ăn thua đâu. Nhưng mà nếu mà ở đây thì có nước dùng không anh? Không có đây. Đây không có. Đây cũng không có nước. Nếu mà đi tận dưới kia thì có nước không anh? Có chứ. Ở dưới kia là có Có mà. Nhưng mà anh bảo là ở dưới kia có một miếng đất là anh đất đấy là đất của anh hay là đất của ai? Đánh của đất của mình đây. Đất của anh á? Vâng. Nhưng mà hơi xa nhà nhỉ? Xa. Nhưng mà ở dưới kia nó có bằng không anh? Bằng chứ. Bằng à? Vâng. Bây giờ đi xuống như kia xem nhỉ? Đi xuống xem đi. Cái ô đất đấy kia nhỉ? Đi xuống xem. Nhưng mà đất đấy là cũng là đất của nhà anh nhỉ? Phải nhà mình đâu. Chứ là của người già cũng chia cho mình.
Dạ vâng. Bây giờ thì xin mời cô bác cùng hai vợ chồng cháu cùng với anh trai của anh Hải đi xuống dưới kia để xem miếng đất ở dưới kia xem là như thế nào cô bác ạ. Vừa rồi thì chúng cháu cũng đã di chuyển từ ở trên kia xuống đến đây cũng cách gần một cây, tầm một cây đấy các bác ạ. Đấy, nếu mà ở đây thì hơi xa nhưng mà cháu thấy là ở đây thì đất rất là đẹp. Ui dồi, chỗ này, nhưng mà đây là đất của ai đấy anh? Đất của mình đấy. Đất của anh á? Vâng, đất của mình. Nhưng mà anh cho hay là như thế nào? Cho thế. Cho luôn? Cho luôn thế. Ui dồi. Đây. Thế là chứng tỏ một người anh hy sinh cho người em rất là nhiều đấy. Đấy. Sẵn sàng bán cả trâu để lấy tiền góp vào làm nhà cho anh Hải. Bây giờ còn bảo là cho cả đất nữa, nhưng mà chị có đồng ý là cho mà nó đồng ý thôi. Cho cái đất này để cho anh Hải làm nhà. Nó đồng ý là nó thì không cho làm xa nữa. Đồng ý nhưng mà lại không thích làm ở đây đúng không? Không thích làm xa. Ồ, ở đây mà làm thì phải làm được hai cái nhà ấy. Ở đây mà làm thì bây giờ mà làm đây không phải đào nền nhà rồi. Ở đây không phải đây. Nhưng mà đỗ này là ai trồng đấy anh? Là phải có một em ở Xí Minh đấy về trồng thôi. Ôi giời, đây thoải mái luôn ấy. Chắc là cái này bằng phẳng thế này mà làm được. Nhưng mà nếu mà sau này em bảo này làm này thì làm một cái nó phải thò lùi ra đây tí đúng không? Để nó thừa ra bên kia, sau này mà anh có tiền mà anh muốn làm nhà thì anh nếu mà xuống đây làm thì anh em làm gần nhau luôn nhờ. Nhưng mà đất mình từ đâu đến đâu anh? Từ đây đi lên trên đi hai cây chuối đến bên đây. Từ chỗ cây chuối này là cũng phải của đất nhà mình ấy. Bên đây cũng phải, bên kia không phải. Từ đây đi đến hai cái chuối kia vẫn phải đúng không? Phải. Thế là nếu mà làm thì có thể cho anh Hải làm thì dịch sang đầu một bên. Còn để phần đất sau này em đứng ra xa xa bên kia, tít trên kia để quay xuống đây cho các bác cùng ngắm được cái miếng đất của nhà anh trai. Thấy đất ở đây thì rất là đẹp mà mặt đường luôn đấy các bác. Đấy, đường bê tông thì ở ngay đây rồi. Mà em thấy đường này họ đi lại đông ấy anh nhỉ? Đi lại đông đấy. Tại vì cái đường này là bây giờ người ta không thích đi đường vòng nữa. Vòng thì đi xa ra kia thì người ta chỉ đi đường thẳng này thôi. Khu này có đông dân không anh? Nếu mà mình làm quán ở đây thì có đông dân lắm không? Có 5-6 nhà thôi ở đây thôi. Chắc là người nông cũng ở bên kia. Người nông ở bên kia nhiều à? Ở bên kia cũng có một làng đúng không? Dưới đây cũng có. Xuống dưới đây một tí là ngay đây là... Tại vì là em thấy cái thôn của mình là xuất từ cái dòng đường ở tít dưới kia lên trên này. Em cũng thấy không có cái quán tạp hóa nào. Cái này có phải không hả anh? Quán nhưng mà... Đây không phải đâu. Nhưng mà... Đất đây không phải đâu đúng không? Đất đây không phải. Có mỗi một thửa này thôi à? Một thửa đây. Một thửa này trải dài xuống tít dưới kia. Vâng. Ủa. Nhưng mà ở đây nếu mà làm ruộng thì có nước không anh? Không có đâu. Chứ là điên cũng về làng thôi. Người lúc nào về làng lúc đấy thôi. Ở đây mà nó... Cái chiều dọc của nó phải 10 mét rồi các bác, hơn 10 mét rồi. Đấy, nếu mà làm nhà thì thoải mái, phần đằng sau cũng thoải mái để mà thừa. Và phần đằng trước cũng thoải mái để mà có sân. Đấy, làm ở đây thì đường ở ngay đây, đấy, vừa làm nhà xong thì bán hàng được. Cái bụi cây này có phải của nhà mình không anh? Không phải đâu. Không phải à? Đứa phải, cây không phải, cây đây không phải. Cái bên kia không phải, con đứa không phải, chứ là họ trùng. Nhưng mà làm ở đây thì đẹp rồi, nhưng mà chị dâu lại không thích cho làm ở đây. Chị vợ cũng bảo là xa một tí. Xa quá. Hay là sau này anh có tiền thì anh về đây ở cùng làm cái nhà ở đây làm luôn. Xem có tiền không, có tiền thì bên làng dưới đây không có tiền thì... Hai anh em ở gần nhau luôn nhờ. Ở đây thoải mái được hai cái. Cái nền nhà là thoải mái. Ở đây từ cái chỗ này ra đến kia phải hơn 20 mét rồi. Rất là rộng luôn các bác ạ. Úi dồi ôi. Đấy, một người anh rất là tốt mà có một cái miếng đất rất là đẹp như này nữa. Anh ơi, đợt trước anh Hải bị mấy cây cắt chân là ở đâu anh? Tận đâu? Đây mà, mấy cây. Đây đấy á? Ngay đây mà. Úi giời. Nhưng mà sao ruộng thấp thế này mà cũng bị được nhỉ? Và không biết điều. Chắc là đây do bị số đây rồi. Do số cũng rồi. Phải đây. Nó về ở đây cao. Vừa đằng sau đây. Ở đây, ngay đây luôn á? Phải đây rồi. Úi dồi ôi. Chứ là khỏi chưa làm đường bê tông đây. À trước cái đợt mà bị là chưa có đường bê tông đây chưa đúng không? Chưa có đâu. Nhưng mà cái này vẫn là ruộng à? Phải ruộng chứ là ruộng cũng thẳng đến đây mà, khỏi đo.
À. Vào cái đường đây. Thế là trước cái đường này đang là ruộng đấy đúng không? Là ruộng đấy. À hay là nếu mà anh bảo là nếu mà cho thì cho cái thửa này hay là thửa trên này? Cho làng nhà. Cho thửa trên đấy. À ở kia thì ở kia nó bằng hơn tí nhỉ? Nó rộng hơn. Trên đấy. Nhưng mà đất này là hai cái thửa này là của anh Hải hay là của anh? Và phải trước là người già là thì cho thửa này cho Hải đấy. À. Cho Hải là người già mới là cho một thửa trên đội họ. À. Hải cũng bảo cho mình thửa đấy đây. Thế là hai cái này là của anh trai hết à? Của anh hết à? Mình thôi. Bây giờ nếu mà anh mà cho anh Hải làm nhà ở đây ấy thì là rào mua cái lưới về rào đây xong là thả gà nhỉ? Ừ, thả gà. Mua lưới về rào hết đây này. Đấy. Rào cả bên này nữa, có nước nếu mà có nước á. Thả gà ở đây. Nó bảo là nên gà nó có bảo về con bảo nó là đây là thì nó có nuôi đều mua con lần hai con lần đấy. Đúng nó rồi. Bảo thế này. Ừ. Ui, thực sự là thế là cũng không may mắn thật rồi các bác ạ. À. Tại vì cái bờ ruộng này nó không cao mà thấp thế này. Nên là anh Hải kéo lên là lúc đấy là anh chạy xuống là anh Hải đang nằm ở đây luôn à? Nó nằm dưới đây rồi. À nằm ở dưới này. Em cái có uông nó nằm dưới đây. Ôi giời. Lúc đấy là ở đây chưa có đường đâu á nhỉ? Chưa có đường bê tông đâu, có đường nó đào xuống này. Có đường mòn lên đúng không anh? Có đường đất thôi. Ôi giời ơi. Ở đây trồng bắp cải nhiều đấy, của ai đấy anh? Nhà trường bản cái dưới mà. Nhà trường bản á? Vâng. Thế là đất này anh không trồng cái gì à? Không trồng đâu. Cho họ làm thôi à? Cho họ làm rau ăn. À. Ui, ở đây khô cằn quá cũng không không tốt nhỉ? Đất này khô. Đây này. Khô lắm. Hỏng hết rồi đây này. Hỏng hết rồi. Thối hết rồi. Không lấy đi ăn, thối hết rồi. Nó ăn được rồi. Một anh trai rất là tốt các bác ạ. Một cái thửa ruộng to như thế này mà anh trai sẵn sàng cho anh Hải để cho anh Hải làm nhà. Thế là bây giờ nếu như mà không có điều kiện để mà mua đất ở trên gần nhà của anh ấy thì là xuống đây làm thì gọi là tiền mua đất thì không phải mất rồi, đúng không? Mua đất không phải anh còn hai vợ chồng em cũng sẽ cố gắng thôi. Nếu như mà được các bác yêu mến anh được hỗ trợ thì chúng em cũng sẽ phải trích ra một ít để cho anh cả chị dâu là yên tâm. Đấy, là ví dụ như anh thì cho sợ là chị không cho thôi. Nó có cho đâu, nó không bận, nó không cho. Thì cũng phải có một cái tí gì đó để cho anh chị khuyến khích. Không là tối ngủ lại cứ thầm thì thầm bảo anh cho em không đồng ý. Không nói quá cái câu nó này. Ôi dồi ôi, đất đây đẹp quá các bác ạ, đây này. Anh chị còn sẵn sàng bán để cho em trai làm nhà thì một miếng đất như thế này. Đối với anh chị cũng phải nói là ở đây chỉ cần đào móng là xây lên thôi anh nhỉ? Đào móng xây lên đây. Không cần phải đào nền nữa, nền bằng nó cực kỳ luôn. Bây giờ anh mà cho miếng đất này nha, bây giờ thứ nhất là không không phải mất tiền mua đất này, thứ hai là không phải mất tiền để đào nền nhà rồi. Bây giờ nếu mà anh cho đất này mà thì việc đào móng xong là xây nhà lên thôi. Đào móng với cả cái nền cái ruộng này nó có sẵn như thế này, cái nền nhà cũng rất chắc chắn luôn. Mà ở chỗ này nhìn đất rất là chắc chắn. Mà mấy cả nếu mà làm ở đây chở vật liệu nó cũng không phải bằng sức người nữa. Có nghĩa là ô tô đến đây là đổ vật liệu tại chỗ luôn. Là mình chỉ việc mình gọi anh em thợ đến là xây thôi. Còn những chỗ khác ấy, ví dụ như mà gọi về còn phải thuê người hoặc là nhờ người ở trong thôn về gánh này. Đấy, ui rồi làm ở đây thì quá tiện rồi. Đấy, một người anh có cái miếng đất rất là đẹp luôn. Nếu mà làm nhà ở đây thì kéo nước ở đâu về anh? Trên đây rồi. Nước ở trên này à? Nhưng mà có nước uống không anh? Có chứ. À có à? Ở đây là có cả nước đúng không? Có cả nước uống. Có phải mua không anh nước ấy? Không mua đâu. À. Không mua. Đấy. Rất là tiện luôn các bác ạ, nếu mà làm nhà ở đây rất là tiện, tiện về mọi cái luôn. Nếu là có điện là xa một tí thôi, nhà nước là không mất tiền đâu. Điện thì ở đây họ vẫn kéo mà. Em thấy ở đây họ vẫn kéo điện đây. Đây là có từ Na Sai Liên. À. Đây đây. Ở đây kéo điện này hơi xa đấy nhỉ? Xa, có từ Na Sai Liên đi.
là nhiều nhà thì mình có thể chung nhau xong là kéo cái dây tơ lên ấy. Cái dây to to ấy. Thì nhiều nhà mình chung nhau mỗi nhà tầm khoảng 4-5 triệu gì đấy là cũng cũng tha hồ dùng điện rồi. Bây giờ mình làm nhà đỗ này mình lấy ra có được không? Là chưa chậu ăn thôi. Bây giờ còn phải mấy tháng nữa, một tháng nữa nó mới được thu hoạch ấy nhỉ? Một tháng nữa. Nhưng mà cũng không tốt đâu nhỉ? Không tốt đâu. Cái này cho gì cũng đang nến. Không tốt đâu. Đất ở đây khô quá. Thưa các bác anh chị là hiện tại cháu Quyền đang đứng ở đây thì nếu mà cái chỗ đất này anh trai cho ấy thì làm ở đây nó phải được hai cái nhà cơ. Đấy, từ đây xuống dưới kia phải được hai cái nhà rộng hơn 20 mét rồi. Thoải mái hai cái nhà luôn. Ở trên này thì nếu mà làm thì còn thừa được cả cái sân này để trồng rau các thứ này. Ui dồi, quá tiện luôn. Nhưng mà sau này anh cho em trai chỗ đẹp hết rồi thì nếu mà anh có tiền anh làm thì lúc đấy anh có con thì làm thế nào? Mình đi đâu cũng đi đều, mình thế là không có thì thế ở đâu đi làm đấy cũng đều. Anh trai đi, là có cái suy nghĩ là anh thì có chân đi đâu cũng được, nên là làm nhà ở đâu cũng được, không cần thiết là cứ phải làm ở mặt đường đúng không? Ý anh là thế à? Một anh trai rất là tốt luôn các bác ạ. Phải nói một điều là quá là tốt rồi. Quá là tuyệt vời. Và nhiều người là người ta còn muốn không muốn là người em giàu hơn người anh ấy, là còn phải tranh chấp cơ. Ví dụ như làm đất này, cái này là bố mẹ chia là cho anh rồi đúng không? Vâng, cho mình rồi. Thế cái nhà cũ của anh Hải là ở tận đâu anh? Bên kia. Ở xa không? Không xa mấy đâu. Cũng xa đường đấy. Từ đây cũng nhìn thấy cũng xa đường. Bên kia đây, bên kia. Cái nhà kia, nhà thấy một tí ở dưới đây. Cái nhà ở đây kia? Ừ, dưới đi xem đây. Nhà anh Hải đi không? Đi xem đi. Đi xem tí nhỉ? Đi xem nhà anh Hải đi. Nhưng mà cũng khá là xa đường các bác ạ, nhà cũ anh Hải. Đi xe, đi bộ anh? Đi bộ thôi. Đi bộ à? Đây. Đi bộ đi sang xem chỗ nhà của anh Hải một chút. Tại vì là cũng cô bác anh chị cũng hỏi rất là nhiều là nhà của anh Hải là như thế nào, là ở đâu. Ngày xưa là sao lại không ở nhà mà lại lên trên cùng với anh trai, chị dâu để ở. Tại vì là ở đây thì hiện tại là không có cái gì rồi. Cho nên là không ở gần mặt đường nữa, không có cái gì để làm thu nhập nữa. Ở đây thì hầu như là các hộ dân ở trong bản cũng có nhà trình tường, nhà đất thôi. Đấy, đập vào mắt cháu Quyên đây là cũng có một cái ngôi nhà trình tường. Đấy, cũng khá là sộc sạch rồi. Đấy. Bên này thì có những hộ gia đình chủ yếu là nuôi lợn này. Và gia đình nào khá giả hơn thì có xe có 2 đến 3 con trâu. Wow, ở đây có cây lê nó cao thế nhỉ. Đi đường này anh. Và đi đường kia. Đường này đúng không? Ừ. Ở nhà này còn có xi măng về chắp cái đất đấy. Đất. Ở bên trong là đất thôi nhỉ? Vâng, bên trong là đất. Bên trong là đất. Nhà này cũng phải anh mà, nhà này là chắc là khá bố mẹ. Khác bố mẹ. Chứ là vẫn là anh em nhỉ? Chứ là cũng cùng bố mẹ nè. Nó khá bố. Nhà cũ ở đây. Đây à? Nhà chứa mình ở đây. Chứa là bố mẹ để đây, để mình đây. Đây là nhà cũ của mình đúng không? Nhà cũ của mình. Chứa là bố mẹ. Cây của ai đấy? Cũng phải của Hải mà, nhà cũ mà. Chứa là ở đây là nó cũng đi làng đều. Nhà dưới đây đều 3 năm thôi nữa bị máy cày. Trước là ở dưới này đúng không? Ừ. Ủa, cái nhà ở dưới này trước là nhà của anh Hải các bác ạ. Nhưng mà cũng là nhà trình tường, nhà đất thôi. Nhà đất thôi. Anh Hải này, tính ra anh Hải, nếu mà anh Hải mà không bị như thế, anh Hải cũng là một con người rất là chăm chỉ làm ăn trong thôn này ấy. Chứng tỏ là ngày xưa anh Hải là cũng là một người rất là chịu khó đấy nhỉ. Làm ra tiền. Kiếm được tiền đấy. Tiền ở trong thôn là các hộ ở xung quanh ấy thì là cũng chỉ thấy nhà trình tường, nhà đất bé thôi. Nhưng mà thấy nhà của anh Hải cũng khá là to các bác ạ. Đất thì nứt hết rồi. Không dỡ lên, không dỡ đi à? Không dỡ đi được chứ là bà ở. Chứ là bà cũng ở đây. Đây là gỗ của ai đấy? Gỗ của nhà ở chính mình mà. À, không phải gỗ của mình đâu đúng không? Không phải đâu. Gỗ của mình thì mấy nữa
Nếu mà làm được nhà thì sẽ phải cần. Chứ là bố mày nuôi mình ở đây. À, ừ, ngày trước là nhà cũ là ở đây đúng không? Mà đây bố mày cũng nuôi mình. Mẹ cũng bảo là mẹ nuôi 14 con, nuôi ở đây. Mấy... Và 14 đây. 14 đứa. 14 đứa đây. Mẹ ơi. Mấy cây này có phải mấy cái mà trước cắt chân anh Hải không? Không phải đâu. Nhưng mà nó cũng là dạng như này à? Ừ, không phải cũng nó đâu. À, đấy, ngày trước anh Hải sử dụng mấy cây như này này các bác. Mấy cây bé bé này thôi. Đấy, khi mà kéo lên dốc là phải có người ở đây để kéo cơ. Kéo đằng trước thì chắc là khả năng là giật mạnh quá thì cái bánh răng này, bánh quấn này bắt đầu quấn vào chân. Bánh răng đang ở đây mà, bánh răng quấn Hải đây. À, đang ở đấy. Chết này, cái bánh răng của nó này quấn Hải ở đây mà. Ôi giời, cái này quấn vào người thì đúng rồi. Nó càng ngày nó càng vào đây sâu thôi. Quấn Hải này, phải cái này rồi. Cái này luôn à? Ừ, phải cái này, cái này. Ui giời ơi. Răng này, răng ngày xưa nó khác với răng bây giờ. Như thế này thì làm sao mà nó không cắt hết được cái chân đi nhỉ? Cái này cũng phải răng, cái này cũng phải răng cá. Hay là họ không tháo được là họ lấy này cái ấu này tháo cái ấu này cũng tháo được ra mà. À. Tháo cái ốc này ra thì mới bắt đầu lấy được cái chân của anh Hải ra. Vâng. Ôi giời. Thế là như thế này cái từ đấy là đến giờ là không sử dụng nữa à? Không sử dụng đâu. Dồi ôi. Đến cả cái chỗ này nó còn vênh ra hết này các bác này. Cũng tháo cái răng này ra hết là chân của Hải cũng tháo được chân của Hải ra đây. À. Lúc đấy là đứt hẳn rồi. Quấn ở đây. Lúc đấy là chân của anh Hải đứt hẳn rồi. Vâng. Đứt chưa? Đứt hay vẫn còn dính rồi. Dính đây, dính ở đây đây. Ý là quấn ở đây đây. Thì phải tháo cái răng này ra thì mới lấy chân của anh Hải ra được. Lấy được ra đây. Chứ là lúc đấy đi chạm là mang cả cái này đi à? Hay là tháo được ở đây xong. Tháo ở đây. Tháo ở đây đi. May mà còn có người nhìn thấy, cậu may mà còn có người ở nhà nhìn thấy anh nhỉ? Là anh đấy, như Thái là anh cũng đúng chạy là, đi. Sử dụng cái này nó tiện thật nhưng mà nguy hiểm cực kỳ luôn. Nó tiện gấp bao nhiêu nhưng mà nó cũng có cái mặt trái của nó. Cũng phải tháo. Bây giờ anh có dùng máy cày để cày nữa không? Mình không dùng rồi. Dùng con trâu đấy à? Dùng con trâu thôi. À. Dùng con trâu. Ám ảnh lắm ấy anh nhỉ. Nhưng mà anh người gầy gầy đây này, yếu yếu nữa thì thôi anh không sử dụng nữa. Không sử dụng nữa. Dùng con trâu cũng được. Nó chậm một tí nhưng mà nó an toàn cho bản thân mình. Rồi đi ra kia như nhỉ. Ấy nhà này có nhiều trâu phết đấy, nhà này có 2 con trâu à? 3 con à? 3 con trâu. 3 con đấy nhỉ. Đấy, bên này 1 con, bên kia 2 con. Đây là có rồi. Đây là hai nhà rồi đây. Hai nhà mà. Vâng. Hai nhà. Nó đi làm thuê hết. Đi làm thuê hết rồi đúng không? Còn bố mẹ rồi. Anh Hải mà không bị này chắc anh Hải cũng đi làm thuê rồi á. Nó cũng đi làm thuê đây. Ở đây chủ yếu là nhà trình tường nhỉ. Thôn mình có bao nhiêu hộ đấy anh? Thương mình có là 38 hộ. 38 hộ thì có bao nhiêu hộ nghèo? Chắc là có nhiều thôi. Có biết nhiều không? Hộ nghèo thôi. Hộ nghèo nhiều hơn hộ giàu ấy. Nghèo hơn. Cái này cây lê à? À lê đấy, cây lê. Lê cổ thụ. Này chắc nhiều năm lắm rồi đấy. Nhà này có hệ che đẹp lắm gì. À, nếu mà làm nhà ở bên kia là lấy nước ở bên kia về đây luôn à? Lấy nước ở nhà này đi. À. Nhà đây đi. Liệu họ có cho không anh? Cho chứ, nhà đây cũng phải em mà, à. Em của mình mà. Em của anh à? Ừ. Em cha ruột hay là con họ hàng? Con họ. Cũng cho đây, họ cũng cho đây. Đường này hầu như là các giáo viên rồi là cán bộ, có cả cán bộ xã nữa hay cũng đi đường này mà. Hôm nay là chị đi làm ở tận đâu anh? Đi làm bên kia. Anh với chị đi làm ở tận đâu? Bên kia đây. Ở dưới kia đấy à? À, đi dưới kia. À, đi vun cây quế à? Vâng, đi vun cây quế. Ờ. À. Đấy thì thưa các bác anh chị là hôm nay ấy, thì là chúng cháu cũng vào đây để xem cái miếng đất ở dưới này. Và phải nói một điều là rất là đắc địa.
hai miếng đất ở đây thì làm nhà được. Và nó bằng với cả nó ở gần mặt đường nữa. Nếu mà anh trai mà tạo điều kiện giúp cho người em mà cho miếng đất này thì quá là tuyệt vời. Làm được ở đây thì không phải suy nghĩ rồi, nhưng mà lại bất tiện một cái là nó xa. Xa anh chị. Cho nên là nếu mà có vấn đề gì thì lại phải xa. Nhưng mà ở mặt đường thì nó sẽ lại tiện hơn. Đấy, có gì thì anh em đi lại là cũng thấy thôi. Đúng không? Cho nên là nếu mà được ở đây thì bây giờ tiền mua đất thì không phải lo rồi các bác. Bây giờ chỉ thiếu tiền để làm nhà thôi. Còn thực sự với cái khoản kinh phí như hiện tại thì cũng chưa đủ để làm nhà cho anh Hải được. Và anh trai thì cũng có một con trâu duy nhất. Anh trai cũng bảo bán con trâu đấy để góp tiền với vợ chồng cháu Quyền để mà xây nhà cho người em. Tuy nhiên thì cô bác anh chị cũng góp ý rất là nhiều. Và cũng bảo với cháu Quyền là không cho anh trai là bán con trâu đi. Để từ từ đã. Anh trai cũng bảo là được giá, được 25 triệu thì bán rồi. Cho vừa bán trâu cho tiền này, vừa lấy đất cho này. Thực sự là anh là người thứ hai thì chắc là không ai là người số 1 tốt với người em như vậy rồi. Cả bản thân em ấy, em cũng có em trai nhưng mà chắc gì em cũng đã làm được một điều như anh. Chắc là không cho nó cũng đi được, nó cũng đi đâu cũng đi không được, không cho cũng không được. Nhưng mà ở đây thì không chỉ riêng anh tốt mà em cũng thấy là chị dâu của anh cũng là một người rất là tốt. Nếu mà người khác mà anh cho ấy, nhưng mà người vợ không cho đâu. Tại vì là vợ thì cũng không phải là anh em ruột, không phải là chị dâu, không phải là anh em máu mủ trong nhà thì người ta sẽ không tốt bằng người anh trai ruột. Nhưng mà thấy chị dâu ở đây cũng anh trai bảo như thế nào thì cũng đồng ý theo. Đấy, rất là tuyệt vời. Thôi thì bây giờ anh có đi đâu làm gì không? Mình đi lấy rau cho trâu. Lấy cỏ. Lấy cắt cỏ cho trâu đúng không? Cắt cỏ cho trâu đó, cho lợn đấy. Cho lợn đúng không ạ? Thế thì khả năng là bây giờ anh đi làm thì chúng em cũng xin phép là di chuyển đi về. Và trời cũng sắp rất là âm u, sắp mưa to rồi các bác. Qua cái video này thì hai vợ chồng cháu Quyền cũng rất là mong muốn cô bác anh chị có theo dõi được video này. Cũng xin các bác là bớt chút tình yêu thương, tình cảm của mình đến với gia đình của anh Hải, là ủng hộ cho hai anh em là có một ngôi nhà để ở và kiên cố hơn. Thực sự là anh Hải ở trên kia thì cũng hiện tại cũng rất là bất tiện, và đặc biệt là cũng rất là chán khi mà bị trần bị như thế thì cứ suốt ngày ở nhà được 4 năm nay rồi. Đấy. Và cũng muốn là sẽ có một cái thu nhập cho em Hải nữa. Đấy. Và cũng rất là mong muốn sẽ có bác anh chị sẽ bớt những tình cảm, tình yêu thương của cô bác đến với anh Hải để anh có một cái ngôi nhà ổn định để ở. Còn video cháu Quyền đến đây cũng khá là dài rồi, cháu xin phép là kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Cô bác ơi, đây là mật ong khoái của em mua các bác nhé. Hiện tại là cháu Yển đang bán hộ em mua ở trên kênh. Còn bên này là mật ong ruồi. Đây là hôm qua khi mà cháu Yển đi nhà anh Vàng về, cũng rất là may đang trên đường về thì gặp em mua đi khai thác mật ong về các bác ạ. Tí nữa cháu sẽ lọc ra xong là vắt ra chai. Rất là mong cô bác sẽ tiếp tục ủng hộ cho em mua. Cô bác ủng hộ em mua thì liên hệ trực tiếp với cháu Yển hoặc là anh Quyền các bác ạ.